cái trang cá nhân của mình. Mọi người cứ liên hệ số điện thoại là 0983517796 nhé. Và nhiều khi là tin nhắn chờ của mình nhiều quá thì nó cũng không loát được lên đấy. Cá này tại bờ đây, thường nó sẽ ăn một đám đám đông đông như ở phía xa kia. Đấy. Đó. Nhà mình tầm 3-4 ao nên là năm nào cũng có cá bán và cá giống các loại luôn. Nên là mọi người có thể nếu mà muốn nuôi con cá chép đỏ này mình cũng có luôn nhé. Mọi người nhớ ép Zalo theo dõi nhé. Mình khi nào đến mua cá Hồng Kông là mình sẽ bán. Còn bình thường là mình bán cá giống các loại thôi. Cá chấm, cá chép, cá mè thôi. Số điện thoại là 0983 517796 ạ. Mình ở Phú Thọ mọi người nhé. Ở Cẩm Khê Phú Thọ. Và làng mình là cả làng làm luôn là làng nghề truyền thống đăng ký bản quyền của nhà nước rồi. Nên là cá chuẩn luôn. Mọi người nhớ ép số điện thoại cho mình nhé. Ép vào Zalo ấy thì là nó sẽ tương tác được nhiều hơn, mà khi nào mình đăng bán ngày lễ ngày Tết là mọi người cũng thể là xem được. 0983517796. Đây. Chả làm như này. Còn ở trên là mình sẽ trồng cây giống các loại này, rau dưa các loại này. Nếu mà bạn nào mà buôn cá xong buôn được rau dưa chuột, buôn được rau giống hoặc cây giống cây hoa các loại là có luôn nhá. Đó. Máy kia thì mình đang hút. Đây. Cá như này. Đó. Đây còn cái mặt mình đây nhá mọi người nhá. Đây. Đây là cái mặt mình trên trang cá nhân này. Đó, cá đỏ đẹp này. Đó, mọi người thấy chưa? Cá đỏ đẹp, rất là đỏ đẹp luôn. Đấy. Và cho mọi người xem nó khỏe quá nó cũng nhảy ấy. Đó. Đủ các size. Nhà mình là cá nuôi tại bờ nên là mình có thể chọn size được cho khách, khách lấy size nào cũng có luôn. Mọi người mà ở các thành phố thì nên chọn size to, còn ở thị trấn, thị xã thì chọn size nhỏ. Đây, cá đỏ đẹp như thế này mọi người nhá. Mọi người nhớ hộ mình số điện thoại này. Mình quay mặt mình thực tế như thế này, không các bạn này bảo là không hộ ngoài hay là xấu quá là không nhận ra này. Đây nhá, mình quay trang cá nhân xong quay mặt nhá. Đó, trang cá nhân ông Nguyễn Thị Sâm như thế này này. Đây, mặt thực tế này, mặt thực tế này. Chưa, bạn tin tưởng là chuyển khoản chưa? Đây, ao như thế này nhá. Ao tại bờ luôn. Quảng cáo dưa luôn, không mấy hôm nữa thì bà này sao bán cá xong bà bán được luôn dưa, là mình ở trên bờ là trồng rau trồng dưa, ở dưới này là nuôi cá. Đấy, lấy nước này xong tưới rau tưới dưa bơm lên tưới. Đây, cá đỏ đẹp như thế này nhá mọi người. Nếu mà ai đang ngẩn ngơ mà không tin tưởng thì cứ cái chụp lại cái mặt nhá. Địa chỉ là làng cá chép Thủy Trầm, Tuy Lộc, Cẩm Khê, Phú Thọ mọi người nhá. Xỉ đầu tạ luôn. Đầu tạ, nếu các bạn mà đi được đầu tấn thì em sẽ ghép hai ao lại đầu tấn. Còn thường là em sẽ bán một cái ao thôi. Bán một ao đầu tạ này xong còn những ao bên cạnh kia thì là em sẽ để xỉ lẻ thôi. Xỉ lẻ, nếu các bạn nào mua 10 cân, 15 cân thì là em sẽ để bán lẻ. Rồi là em đi chợ em đổ chủ yếu là khu vực của em là ở Yên Bái, thị trường em là Yên Bái. Là em đổ buôn các loại, hoặc là giáp với Lào Cai. Đó. Thị trường Yên Bái thường là em sẽ phi ship vào ngày 22. Đó, em đi đổ buôn ngày 22 và em sẽ bán lẻ vào ngày 23. Đó, mọi người nhớ ép số điện thoại của mình vào hoặc là lưu số điện thoại mình vào là cá đỏ, sâm cá đỏ 0983517796. Cá lên ăn từng đàn, thoải mái chọn cỡ. Hàng F1 đỏ chét luôn. Mọi người yên tâm luôn là hàng ở làng mình là chuẩn giống nên là không thể lăn tăn là có phải hàng Tam Dương hay không nhá. Cảm ơn mọi người đã xem video ạ.